chở tất cả các bạn. Hôm nay là ngày 10 tháng Giêng năm 2024. Các màu đang đi trên đường và chuẩn bị đi qua cầu vượt Ngã Ba Huế. Trước mắt các bạn là cầu vượt Ngã Ba Huế. Nếu chúng ta vẹo trái thì sẽ đi về Phùng Liên Chiểu, còn vẹo phải là sẽ đi vào trung tâm thành phố Đà Nẵng. Và trên cái tầng cao trên cùng là khi đi thẳng như vậy là sẽ đi về Phùng Liên Chiểu và đi ra ngoài cánh Bắc, và vẹo phải như vậy là sẽ đi vào trung tâm thành phố. Bây giờ mời các bạn cùng xem một Đà Nẵng, chúng ta lại tiếp tục hành trình dạo quanh các con đường của thành phố Đà Nẵng trong dịp cuối năm. Tình hình thì sáng nay ngày 10 tháng Giêng năm 2024 thì trời đổ mưa, và bây giờ thì đã gần 11 giờ trưa, trời bắt đầu mới tạnh và bắt đầu đã có ánh nắng mặt trời rồi các bạn. Và ở đây là đường Điện Biên Phủ. Đường Điện Biên Phủ thì thuộc về quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng. Chúc mừng các bạn là đường Đài Mẹ Nhu thuộc về quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng. Chúng ta vẹo phải như vậy sẽ đi về trung tâm thành phố. Còn bây giờ thì mời các bạn cùng với sắc màu chúng ta đi về đường Trần Cao Vân. Và ở đây là đường Dũng Sĩ Thanh Khê thuộc về phường An Khê, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng. Và hiện ở đây thì nó vẫn có một cái đường là đây tàu lửa nó bắt ngang qua đường mà dùng ông Sĩ Thanh Khê. Đây là đường Trần Cao Vân đấy các bạn. Ở đường Trần Cao Vân này thì nó có một cái trường cấp 3, gọi là trường trung học phổ thông Thái Phiên. Trước năm 75 thì trường Thái Phiên nó đã có từ lâu đời rồi các bạn.
con đường Trần Công Vân này nó khởi đầu từ ngay ngã ba đường Dũng Sĩ Thanh Khê và nó xuyên suốt như vậy xuống ngay trung tâm thành phố luôn các bạn. Ngày xưa thì đường Trần Công Vân và một số đường gần đây thì nó là một con đường đất đỏ, và sau khi thành phố Đà Nẵng trực thuộc trung ương thì đường Trần Công Vân này có mở rộng và nới rộng ra. Bây giờ các bạn nhìn thấy đó là đường Hà Huy Tập. Cho nên thành phố Đà Nẵng cuối năm thì cứ nắng là một tí thì lại mưa, và nó cứ ra rất mưa đấy các bạn. Hồi nãy là đã thấy nắng mặt trời thì bây giờ lại trời lại bắt đầu tối sầm lại. Nên mua bán cuối năm ở thành phố Đà Nẵng thì đã bị ảnh hưởng những cái tác động của Covid cũng như là kinh tế chung của cả nước kèm theo thời tiết khắc nghiệt, cho nên ảnh hưởng tới mọi ngành nghề và sức mua và bán. Cái đường Trần Công Vân này thì người ta cũng buôn bán nhỏ so với những đoạn đường khác, nhưng mà bây giờ cũng là giờ cao điểm giờ trưa, nhưng mà đường như vậy cũng thuộc dạng là vắng đây các bạn. Từ đường Trần Cao Vân giao nhau với đường Lê Độ thành phố Đà Nẵng. Nhà thờ Tam Tòa thuộc về giáo phận Đà Nẵng. Ngày xưa thì nhà thờ Tam Tòa cũng có những cái mặt tiền rộng rãi khang trang, nhưng mà từ khi mà mở nới rộng đường Trần Công Vân thì mặt tiền của nhà thờ Tam Tòa đã bị thu hẹp lại, ảnh hưởng đến mỹ quan toàn cảnh của nhà thờ Tam Tòa. Đường Trần Công Vân này thì nó sẽ chạy dài cho đến ra tàu lửa và ra xe lửa của thành phố Đà Nẵng đó các bạn. Nói về vùng Thanh Khê thì qua nhiều con đường và nó có liên quan đến một cái vùng thứ hai, đó là vùng Hải Châu.
về phía bên tay phải á, về hướng đông nam á, thì nó thuộc về vùng Hải Châu. Và ở đây là ngã tư giao nhau với đường Trần Cao Vân và đường Ông Bích Kim. Và ở đây là giao lộ giao nhau với đường Quang Trung và đường Ông Bích Kim. Ông Bích Kim thì nó sẽ bắt đầu từ đường ngay ngã tư Hùng Vương, Ông Bích Kim và nó chạy dài tới đây. Khi đến một ngã tư trước mắt ở đây thì nó sẽ qua là đường Đinh Tiên Hoàng. Và nếu mà đi thẳng như vậy thì sẽ ra ngoài đường Nguyễn Tất Thành, biển Đà Nẵng. Ở đây là ngã ba giao nhau với đường Cao Thắng, Ông Bích Kim. Và đến một đoạn này nữa thì nó sẽ qua một cái đường khác đây các bạn. Đường Ông Bích Kim thì nó vẫn chạy dài tới đây. Và đây là giao lộ giao nhau với đường Ông Bích Kim và đường Thanh Thủy. Phía bên phải các bạn nhìn thấy đó là đường Thanh Thủy. Đường Thanh Thủy thì nó là một con đường nhỏ thôi. Trước mắt các bạn nhìn thấy đó là giao lộ giao nhau giữa đường Ông Bích Kim và đường Nguyễn Tất Thành. Nếu chúng ta vẹo phải thì sẽ đi về cầu Bình Phước, và chúng ta vẹo trái thì sẽ đi về hướng ngã ba Huế. Đấy, và ở đây là đường Nguyễn Tất Thành đó các bạn. Nếu chúng ta đi thẳng như vậy thì sẽ đi đến cầu Bình Phước. Mà cầu Bình Phước thì nó là thuộc về một nửa là vùng Sơn Trà và một nửa là vùng Hải Châu. Trước mắt các bạn nhìn thấy đó là đường Hải Phòng. Đường Hải Phòng cũng trực thuộc về quận Thanh Khê của thành phố Đà Nẵng đó các bạn. Ở đường Hải Phòng này thì tập trung ở nhiều pharmacy, viện thuốc tây, cũng như phòng khám đa khoa, phòng khám bệnh. Tại vì ngay ở đường Hải Phòng này thì tập trung hai bệnh viện lớn là bệnh viện đa khoa trung tâm thành phố Đà Nẵng và bệnh viện C. Các bệnh viện đa khoa Đà Nẵng này thì đã hình thành từ rất lâu rồi các bạn. Trong ngày giải phóng thì cũng nên là bệnh viện đa khoa Đà Nẵng. Ngày xưa trước giải phóng thì nơi xuất vào trước thì ở khu vực này thì nó thuộc về là gọi là vùng nhì của Quảng Nam Đà Nẵng.
mà các bạn nhìn thấy đó là đường Điện Biên Phủ giao nhau với đường Hải Phòng, và phía bên phải đây là đường Võ Văn Tần đó các bạn. Đường Võ Văn Tần cũng là một trong những đường mới của thành phố Đà Nẵng trong năm 1975. Trước mắt các bạn nhìn thấy đó là đường Điện Biên Phủ, và phía bên trái các bạn nhìn thấy đó là công viên 29 tháng 3. Còn một tháng nữa là Tết, nhưng mà công viên 29 tháng 3 vẫn chưa đang phát triển các bạn. Ở ngay đoạn đường Điện Biên Phủ này nó sẽ có một cái hầm gọi là phi băng qua đường hầm, như vậy thì sẽ chạy thẳng như vậy là qua đường Điện Biên Phủ luôn. Còn ở trên này thì nó là một cái bùng binh giao nhau với đường Điện Biên Phủ, đường Điện Biên Phương và những con đường nhỏ khác. Đường Điện Biên Phủ này cũng một cái đường phân, có thể nói là cũng thuộc dạng lớn của thành phố Đà Nẵng các bạn, giao nhau với đường Điện Biên Phủ và đường Lê Đồng. Và phía bên trái các bạn nhìn thấy đây là đó là một cái đường hầm, và một cái đường hầm đó mở ra để mà tránh cái bùng binh giữa những đường khác đây các bạn. Sau 1975 thì dự án của đường Điện Biên Phủ này là một trong những con đường mở ra đầu tiên của thành phố Đà Nẵng, bởi vì nó là một con đường huyết mạch bắt đầu từ ngã ba Huế và đi vào trung tâm thành phố. Video trước thì Sắc Màu Đà Nẵng đã review cho quý khán giả cùng với các bạn để xem một đoạn của đường Điện Biên Phủ. Còn hôm nay là ban ngày vào giờ trưa, bây giờ đã gần 12 giờ trưa các bạn, nhưng mà thành phố Đà Nẵng thì bị ảnh hưởng mưa, mưa kéo dài và thời tiết không khí lạnh, cho nên là bây giờ là đã gần 12 giờ trưa nhưng mà trời vẫn u ám như là chiều tối. Có ở đây cũng thấy ạ các bạn, nhiều cơ sở người ta đã đóng. Cái đường Điện Biên Phủ tại đây thì cũng ra trực thuộc về Thanh Khê, rất là nhiều hàng quán người ta đã đóng cửa đó các bạn. Đây là ngã tư giao nhau với đường Hà Huy Tập và đường Điện Biên Phủ. Thank you.
các bạn nhìn thấy đó là siêu thị Comac cái này, nhưng mà vắng ngắt các bạn ơi. Giờ ở hàng quán nào cũng không có bóng người mua. Điện Biên Phủ giao nhau với đường Trần Cao Văn và đường Huỳnh Ngọc Huệ. Giờ mời các bạn cùng với các bạn Đà Nẵng chúng ta vòng quanh vào khu vực về phía đông nam của quận Thanh Khê. Ở đây cũng trục thuộc về quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng đó các bạn. Đường Huỳnh Ngọc Huệ này là một cái đường chính ở bên phía đông nam của thành phố. Đường Huỳnh Ngọc Huệ này cũng là một trong những con đường mới các bạn. Trước đây thì ở khu vực hướng đông nam của thành phố thì ở đây là những con đường mòn, đường đất đỏ, những con đường nhỏ, cũng có những con đường trải nhựa. Nhưng mà sau năm 1975 thì thành phố Đà Nẵng quy hoạch từng bước mở rộng, nới rộng và mở thêm những con đường, thì đường Huỳnh Ngọc Huệ này là một trong những con đường nới rộng ra. Ở quận Thanh Khê thì đường Huỳnh Ngọc Huệ này cũng là một trong những con đường chính của quận Thanh Khê. Từ đây tới cuối năm thì tình hình kinh tế mua bán tại thành phố Đà Nẵng có nhiều cái biến chuyển hay không, nhưng mà bây giờ trước mắt thì còn đúng 30 ngày không khí mua bán của thành phố Đà Nẵng rất là ảm đạm các bạn. Bởi vì khi các loại hình kinh doanh mua bán mà đã bị ảnh hưởng thì nó sẽ ảnh hưởng tới đời sống, mọi ngành nghề, mọi đời sống của mọi gia đình. Mong sao cuộc sống nó có những thay đổi và có những cái khởi sắc. Và ở đây là một cái ngã tư giao nhau với đường Huỳnh Ngọc Huệ và đường Hà Huy Tập. Đường giao nhau phía trước chạy ngang đó là đường Hà Huy Tập đúng không ạ? Và ở đây là đường Hà Huy Tập tại ngã tư giao nhau với đường Hà Huy Tập và đường Huỳnh Ngọc Huệ. Nếu chúng ta chạy thẳng suốt như vậy thì sẽ giao nhau ra một cái ngã ba là giao nhau với đường Huỳnh Ngọc Huệ và đường Trường Chinh. Đây là một cái dấu ấn mà nếu người nào ngày xưa nó cũng đã ở quận Thanh Khê ở Đà Nẵng thì cũng biết cái cầu này. Cầu này ngày xưa nó gọi là cầu gió bay đó các bạn. Ngày xưa có cái tên địa phương của nó là cầu gió bay. Không biết gió bay thì nó thuộc về cái tên địa phương hay tên gì thì chắc mà là cũng không rõ. Nhưng mà ngày xưa ở đây thì nó là gọi là cầu gió bay đây các bạn. Cầu gió bay. Và ở đây là một cái ngã tư giao nhau với đường Hà Huy Tập và đường Nguyễn Đình Tự. Thì sau năm 1975 thì rất là nhiều con đường mới mở ra đó các bạn. Và chính xác vào Đà Nẵng cũng không nắm rõ hết những con đường mới.
đường Điện Biên Phủ này cũng là một trong những con đường chính xuyên suốt từ cầu vượt ở Huế xuống trung tâm thành phố Đà Nẵng. Ngày xưa thì đường Điện Biên Phủ này thì nó cũng nhỏ hẹp thôi, nhưng mà chỉnh trang đô thị thì thành phố Đà Nẵng đã xây dựng con đường này gấp 3 lần so với ngày xưa. Vậy bây giờ thì đường Điện Biên Phủ là trực thuộc về quận Thanh Khê. Đây là vùng bên giao nhau với đường Điện Biên Phủ và đường Dũng Sĩ Thanh Khê. Cụ thể các bạn là đường Dũng Sĩ Thanh Khê. Và vị trí các bạn thấy là đó là đường Đài Mạng Du thuộc về Thanh Khê của thành phố Hà Nội. Các bạn nhìn thấy đó là cầu vượt ngã ba Huế. Cầu vượt ngã ba Huế như vậy thì gồm 3 tầng đó các bạn. Cái tầng mà đi thẳng như vậy sẽ qua bên đó thì là thuộc về vùng Liên Chiểu. Và tới chúng tôi đang đi ở đây thì là một cái tầng thứ hai, đó sẽ là tầng Bục Vinh. Có nghĩa là trên cầu nó sẽ có vòng chiếu xoay quanh. Đây là cầu vượt ngã ba Huế. Và bên phải các bạn thấy dưới đây là đó là tầng trệt. Nếu mà đi trên cái tầng đầu tiên là sẽ đi thẳng như vậy để qua địa bàn của vùng Liên Chiểu. Và chúng ta đang đi ở đây là vùng Vinh. Trên cầu nó sẽ gồm cái vòng xuyến để mà đi về các ngã đường đấy các bạn. Bây giờ số màu đang đi vòng xuyến để đi về đường Trường Chinh. Chưa đến 19 giờ, có nghĩa là 7 giờ tối, nhưng mà không khí lạnh đã bao trùm thành phố đấy các bạn. Vậy chúng mình đã xin tha tạm dừng ở đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm, ủng hộ và chia sẻ các màu vào thời gian qua. Các màu sẽ làm được
review và đăng tải những video về không khí thành phố Đà Nẵng vào cuối năm. Hôm nay mời quý khán giả các bạn theo dõi đón xem.